còn thư phi. Không phải tôi. Lúc cô ta mang thai thập A Ca, địa vị của mẹ cô chúng tôi đang giữ, tôi hại cô ta làm gì chứ? Nếu người không ngại thì cứ gọi bổn danh của muội là Ý Quan. Muội cũng sẽ gọi tỷ một tiếng tỷ tỷ, không cần phải khách sáo nương nương này nương nương nọ. Ý Quan, ăn trái quýt đi. Đã ta tỷ tỷ.